nhưng mà để ý cái chữ cái bước là nó không bao giờ cái đầu nó đứng rất là thăng bằng. Qua là mày nhẹ mấy ảnh nào anh coi cái vô hình full hình không bạn bạn full là để cho nó càng gần càng rõ mà được, cái mà xa một nhỏ xíu xuống nè này đương nhiên nè. Khoan thầy rồi tôi làm thêm chậm cho coi xuống nè. Chậm lắm, thường đưa hai phút rất là lâu. Phút cả nè. Nóng người quá. Thầy mới là hai bước thôi không thầy? Của thầy mới tập có hai bước thôi. Ba lần nhưng mà thấy bước rồi mới có hai à? Hai bước là thì thầy có sơ đồ cái hai bước. Rồi thầy bắt đầu cái này là nếu mà tập đúng là sáu bước như vậy không? Một nè, hai, ba bước. Rồi. Cái hai đâu?